bỏ ngai vị cao quý, vua Trần Nhân Tông đã chọn cho mình cuộc sống của người xuất gia tu hành phạm hạnh, thực hành hạnh đầu đà nơi núi rừng Yên Tử. Trong suốt thời gian tu hành, Ngài đã đem lại những giá trị cứu khổ, hạnh phúc cho vô số chúng sinh. Ngày 11 tháng 11 năm Nhâm Dần, hướng tới kỷ niệm 764 năm ngày sinh nhật Phật Hoàng Trần Nhân Tông, với tâm tri ân tới các vị tổ sư cũng như tăng đoàn đã, đang và sẽ tiếp nối hạnh đầu đà cao quý, các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc Vàng Tập Tu Lục Hòa, câu lạc bộ Tuổi Trẻ Ba Vàng, câu lạc bộ La Hầu La cùng nhân dân Phật tử thập phương đã thành tâm chuẩn bị vật thực thanh tịnh, đặt bát cúng dường chư tôn đức tăng. Trong những bộ cổ phục, dưới mái chùa cổ kính, các Phật tử đã hóa thân thành những người dân thời Trần xa xưa, đặt bát cúng dường chư tăng. Khung cảnh này khiến chúng ta liên tưởng đến những năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông còn tại thế, gìn giữ pháp đầu đà, đi khất thực gieo duyên lành cho dân chúng. Trong kinh Mi Tiên nói rằng, ví như ruộng sinh lúa gạo, pháp đầu đà là ruộng phước cho chư thiên và loài người. Từ sự tịnh tín cúng dường của quý Phật tử, nguyện cầu Phật Pháp được tuyên dương hưng thịnh tại Việt Nam như thời vua Trần Nhân Tông và lan rộng trên toàn thế giới, Pháp giới chúng sinh đều thấm nhuần lời Phật dạy, tin sâu nhân quả, hướng thiện tâm giải thoát để được lợi ích và hạnh phúc an vui.